Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay cửa hàng em lại lên video giới thiệu cho bác một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi mã chữ K. Ngày hôm nay thì lô máy rất là đẹp luôn, rất là nhiều hệ máy như là Zui này, Makita, Echo tay dài 332. Phía hàng trên thì có Kyorit, Ryobi, Thụy Điển này, Shinowa, cực kỳ đẹp. Bác nào mà xem video nhớ xin like, đăng ký kênh và chuông thông báo. Hoặc là 0862 567 746 bác nhá. Số liên kết sử dụng của Zalo. Bên em thì bán ship hàng toàn quốc, đến nơi bác được kiểm tra hàng, chất hàng thoải mái. Bảo hành nòng, điện, bơm nhớt cho bác là 9 tháng các bác nhé. Sản phẩm bác mua cơ sẽ gồm là rũa tít và tôm vít này, có 3 món theo kèm. Đến nơi thì bác chuẩn bị cho một ít xăng, ít nhớt để bác test máy. Thì tại vì bên em sẽ tháo hết nhớt, xăng nhớt ra thì rất là dễ cháy nổ khi vận chuyển. Thì bác lưu ý cho em nhé, chuẩn bị em ít xăng, ít nhớt. Toàn bộ cơ động cơ xăng pha nhớt 2 thi gồm 8 cây máy. Thì hôm nay K1 thì ngày hôm nay một cây đầu tiên là cây hiệu Ryobi. Con này mã của nó là Ryobi FES 3000. Con này công suất là 30cc. Hệ tay cụt mini rất là nhẹ nhàng. Cây này được trang bị lam theo máy là lam 35, mặt cắt là 30, xích là chạy xích chung 91 lam Ryobi. Đó, ốc giữ lam 7 màu. Trọng lượng của máy nó rơi vào khoảng là tầm 4 kg. Đó, bác cắt leo trèo tỉa canh, bác làm những công việc ở trên cao, đời có trục giật trợ lực nhá. Ryobi chạy rất là tiết kiệm nguyên liệu. Máy thì thích hợp là bơm năng phụ này. Cái này là hàng nguyên zin nguyên bản, đẹp các bác là trên 90%. Đó, hệ tay cụt nhẹ nhàng. Các bác có tuổi này. Lam theo máy lam Ryobi bác nhá. Đó, không xài một vết sơn nào luôn. Đó, làm xích gọi là hàng Nhật nguyên size. Bồ đèn nhám rất là đẹp. Đó, cầm cơ điểm của dòng tay cụt thì bác cầm một tay hay là hai tay, cái bác cắt trên cao này, cắt củi gia đình, cắt tỉa cành, tỉa quế, vụ vành con này tầm 30-35. Ryobi rất là nhạy nổ, riêng đời này thì cả trục giật trợ lực lớn các bác nhé. K1 ngày hôm nay giá là 1.800.000 bao ship, test nổ bác nghe tiếng máy này. Bác cơ giật nhẹ nên là nổ thôi, cái độ nhạy nổ của dòng tay cụt này rất là cao. K1 giá là 1.800.000, đó, trọng lượng chưa đến 4 kg. Đấy. Tiếp theo K2 ngày hôm nay thì em có một cái hàng của Makita. Mã con này là Makita MZE400. Đó, con này công suất là 40cc, lòng 40 ly. Một cây hàng cực kỳ đẹp, xuất sắc. Cây này hàng đẹp như mới, hàng Nhật nguyên size. Cái này thích hợp lam theo máy là lam 45, mặt cắt 40, xích là chạy xích chung 91. Lam Makita, lam zin theo máy, lam rất là dài luôn. Con này lòng 40 ly. Đó, nhìn hàng bãi này, ốp trên màu trắng này các bác nhé. Đó, còn rất là đẹp, là mới. Máy thì gọi là bơm thăng phụ. Cái này thắng trước hoạt động bình thường. Tem mác thông số xi của máy đây các bác nhé, Makita MDE400. Trọng lượng tổng thể của cái Makita này rơi vào 5 kg. Thích hợp là hàm rồng, lốc nhôm, bồ đèn nhám. Đó, lốc điếc rất là đẹp luôn. Dòng này thì chuyên đi cắt gỗ tầm trung. Bác đi cắt thuê cắt mướn gỗ banh tầm 6 đến 70. Đó, gỗ banh được đến 6-70. Makita chạy lợi xăng, con này zin từng con ốc. Đó, ốc hóa thị bác nhá. Đó, ốc đẹp như mới luôn, ốc chưa bị mở. Đó, cái này giá là 2 triệu bao ship. Tức mà nó làm cái hàng sưu tầm tour của Makita cao. Cái này hàng full chức năng, thắng thiết hoạt động bình thường, lè gió tự động, bơm xăng phụ. 2 triệu bao ship. Test cho bác nghe tiếng máy này. Zin theo máy trắng tươi luôn. Cắt rất là khỏe luôn, cắt tầm 6-70, hàng đẹp xuất sắc Makita MDE400. Cái này giá là 2 triệu bao ship. Tiếp theo cây số 3 thêm cây hàng của tay dài. Con này đến từ thương hiệu tay dài, đến hiệu Echo. Mã con này là Echo 3003, con này công suất là 33cc. Cái này là cái bút phủ của bác nhá, lấy xăng tẩy đi thì nó hết thôi. Đó, nếu mà bác nào muốn để nguyên nhận máy thì có số này các bác nhá, dễ để kiểm tra. Tem mác thông số gì đó đây, Made in Japan.
hệ tay dài, tay dài tay cụt thì trọng lượng tổng thể của máy nó rơi vào khoảng 4,72 kg, rất là nhẹ nhàng. Lam theo máy là lam 40 mặt cắt 35, xích là chạy xích chân 25, lam Latin, lam Echo, lam zin theo máy, hai ốc giữ lam. Đó, một cái hệ tay dài từ trang bị là lam Latin này, lam theo máy luôn, tích hợp bơm tăng phụ này. Trọng lượng của dòng Echo 4 kg, qua cắt leo trèo tỉa cành làm những công việc ở trên cao. Dòng tay dài này thì cánh chị em phụ nữ sử dụng rất là nhiều. Echo chạy cực kỳ tiết kiệm nguyên liệu, bác nào cắt tầm 2-3 tiếng một ngày, cắt liên tục trong thời gian dài, Echo thì rất là nghiêng về độ bền. Cắt gọi là liên tục trong thời gian dài được các bác nhá. Máy nóng rất là nhạy nổ luôn, máy móc thì nhẹ nhàng. Bác nào mình chưa sử dụng cưa hoặc mới lần đầu sử dụng, bác tham khảo cây K3 hệ tay dài Echo rất là bền. Cây này giá là 2.100.000, bao ship, test nổ, bác nghe tiếng máy các bác nhá. Echo hệ tay dài. Tiếp theo cây K4 ngày mình vệ thương hiệu Echo, con này đến hiệu Echo mạng của nó là 332, hệ cắt tầm trung, cây này là hàng quốc dân. Cái này được trang bị lam theo máy là lam 40 mặt cắt 35, xích là chạy xích trung 91, lam Latin, lam Kyrit Echo, lam zin theo máy, lam xích rất là đẹp. Theo máy luôn, hai ốc giữa lam, tem mác thông số xỉ máy các bác nhé, CS332, Made in Japan. Dòng máy bác nào mà đi cắt thuê, cắt mướn, bác làm những công việc trong thời gian dài, cắt tầm 11-12 tiếng một ngày. Trọng lượng của cây Echo 332 này rơi vào 5 kg, tăng chỉnh nhớt bằng tay. Lộ thiên như này thì bác nào mà cảm thấy lượng nhớt ở xích ra nhiều quá, ít quá thì bác chỉnh ở phía trên này các bác nhé. Vặn ra là nhiều này, vặn vào là ít, tùy vào công việc bác sử dụng. Tè mạc thông số 33,4cc, 4,2 kg, nếu mà cả lam xích sang nhớt, cây này rơi vào tầm 5 kg. Hàng nguyên zin nguyên bản, cây này cực kỳ là đẹp. Echo thì nghiêng về độ bền rất là cao, chạy thì cực kỳ là lợi xăng. 5 kg, hệ quốc dân. Đó, cắt gọi là công việc cả ngày luôn, máy nóng rất là nhạy nổ. Bác nào mà nhà có máy máy nóng khó nổ bác nhá, tình trạng bác là khi bác sử dụng cực kỳ là khó chịu thì bác nên chuyển sang dòng Echo này, máy nóng rất là nhạy nổ, cắt liên tục trong thời gian dài gọi quá là ngon. Cắt cô anh con này tầm 6-70. TK4 giá là 2.300.000, bao ship, test nổ, bác nghe tiếng máy các bác nhé, rất là căng luôn, hơi hám này. Lần thứ hai này rất là nhạy nổ. Ốc áng còn nguyên lớp sơn 7 màu, rất là đẹp. Con này hàng nguyên bản đẹp tầm trên 9 nút. Cây K4 giá là 2.300.000, bao ship. Tiếp theo cây K5 ngày hôm nay thì em hiện được Kyrit, con này là Kyrit V3501, con này công suất là 35cc. Lam theo máy là lam 40 mặt cắt 35, xích là chạy xích chân 25, lam Latin, hai ốc giữ lam. Kyrit Echo, Kyrit với cả Echo là một, con này là bản đời 4 số, con này bản đời V. Con này thì tem mác thông số xỉ của nó đây, CSV3501, Made in Japan. Trọng lượng của cây Kyrit này rơi vào 5 kg. Bác nào mà đi cắt thuê, cắt mướn này, hoặc là bác nào đi cắt gỗ tầm trung, các bác sử dụng gia đình, bác tham khảo dòng Kyrit này. Kyrit chạy thì gọi là rất là tiết kiệm nguyên liệu luôn, độ bền như dòng Echo. Đó, cái này thì thắng tiếp hoạt động bình thường bác nhá, thay thắng đầy đủ hết cho bác, trọng lượng nhẹ nhàng luôn, cắt gia đình các thứ, cắt tỉa cành tỉa quế, cắt gỗ tầm trung, gỗ banh này 80 thoải mái luôn, cắt tỉ loại xăng như dòng Echo Kyrit này sử dụng cực kỳ là bền, trọng lượng có 5 kg luôn các bạn. Đó, cây K5 giá là 2.700.000, bao ship, test lỗ bác nghe tiếng máy các bác nhé.
bên em thử máy sẽ không đổ nhớt vì rất là dơ nền này, cái thứ hai bẩn máy. Nhưng mà bác yên tâm là chiếc cứ gửi xe em lái sẽ kiểm tra lại nhớt này toàn bộ máy một lần nữa, nên bác cứ yên tâm. 2,7 triệu bao ship cây K5 K6 thì em có cái hàng của Ryobi. Con này mã của nó là Ryobi SK. Con này là 3740, bản đời 4 số. Con này công suất là 40cc. Lam theo máy là lam 45, mặt cắt là 40. Xích là chạy xích chung 91, lam Ryobi. Cái này lam zin theo máy, hai ốc giữa lam. Bác nào mà đi làm những công việc đang cần mua một con máy cắt êm, cắt công trình này, cắt trong nhà kính hoặc là cắt khu dân cư êm ái, đóng chảo Echo bác nhá. Bô thì được trang bị là bô giảm thanh cách âm. Bô này ở trong cái lưới lọc các bác này, lưới lọc ở trong này thì giúp âm thanh của bác sẽ giảm đi một phần nào đó, cắt cực kỳ là êm. Tem mát thông số đầy đủ hết cho bác Ryobi 3740, bản đời 4 số, đời có trục giật trợ lực lớn. Trọng lượng tổng thể của cây Ryobi này rơi vào 5 kg. Thích hợp là thắng này, thắng hoạt động bình thường, bơm xăng phụ, le gió tự động, màu vàng rất là đẹp. Dòng này bác đi cắt công anh tầm 100-120, cắt thuê cắt mướn hoặc đi cắt công trình phân đoạn cần rất là êm. Con này bác nào cách xa tầm 25-30 mét bác nhá, không hề tiếng máy luôn, nó cắt cực kỳ là êm. Con này là hàng nguyên zin hết, làm rất là dài, làm dài 45, mặt cắt 40, làm Ryobi, hàm rồng đầy đủ cho bác này, hàm rồng 7 màu luôn, bô giảm thanh Ryobi cây K6 giá là 3 triệu bao ship. Test cho bác nghe tiếng máy các bác nhé. Chức năng màu vàng. Và dòng này thì bác cứ kéo nhẹ nên là nổ thôi, cái độ như nổ rất là cao, thích hợp là trục giật trợ lực lớn. 3 triệu bao ship. Tiếp theo cái số 7 thì em cái hàng Thụy Điển này. Cái này là Thụy Điển máy cắt tầm trung các bác nhá. Cái này mã của nó là Husqvarna 236. Con này công suất là 38cc, 4,7 kg. Đó, nhà bác nào có 353 hoặc là 365 máy lớn rồi thì bác tham khảo cây máy cắt tầm trung này. Nếu mà cả lam xích sang nhất, cái này rơi vào tầm 5,1-5,2, 38cc. Lam theo máy là lam 40, mặt cắt 35, xích là chạy xích chung 91, lam Husqvarna, lam zin theo máy. Rằng là bác đi cắt gỗ tầm trung, bác cắt củi gia đình, cắt phân đoạn, tỉa cành tỉa cuối và đi cắt gọi là công trình, thích hợp là bơm xăng phụ. Công tác le gió bác kéo ra đây bác nhá. Cái này thì thắng tiếp hoạt động bình thường. Riêng dòng Thụy Điển thì tua rất là cao, con này rất là còn mới còn đẹp. Các bác lưu ý cái này là hệ máy cắt nhỏ của bác nhá, máy cắt tầm trung thôi. Bác nào mà đi xẻ xiếc ván hoặc là cái dòng này nó không tải được các bác nhá. Nói chung nó cắt cô banh con này tầm 101-102. Trọng lượng nhẹ nhàng. Đó, tem mác thông số, được sản xuất năm 2017 các bác nhá. Đó, bản đời cao luôn. Đó, tem thông số, bô bọc này trắng tươi luôn. Đó, một cây hàng quên xài của dòng Thụy Điển. Cái này giá là 3.200.000 bao ship, test nổ bác nghe tiếng máy. Đó, tất cả là trục giật trợ lực lớn các bác nhá. Đó, test cho này. Bác nào mà đi cắt tỉa cành tỉa cuối hoặc là đi cắt gỗ tầm trung trong thời gian dài thì cái giảm giật giảm rung này thì khi bác gài lên bác rất là êm tay thì bác nhá. Đó, cắt gọi là cả ngày luôn. Đó, Husqvarna 236, cái này giá là 3.200.000 bao ship 38cc. Tiếp theo cây cuối cùng thì cây hàng của Shinowa. Con này là Shinowa 1039S, bản đời shop, thương hiệu đứng đầu số 1 hàng Nhật Bản. Cái này là 40cc, lòng 40 ly, lam theo máy là lam 45, mặt cắt là 40, xích là chạy xích chân 25. Thì bên em lên một sợi xích chân 25 mới rồi các bác nhá. Sợi xích này xích nhỏ, xích này là theo máy luôn, làm xích theo máy này. Làm la tinh tản nhiệt của Shinowa. Đời trang bị được trang bị là lốc nhôm, hàm rồng. Lốc này thì em xịt hơi quá tay bằng vòi cao áp nên nó hơi chảy một chút với lớp sơn mới nhá, nhưng mà máy móc bên trong thì vẫn còn rất là đẹp, hơi hám. Đời có trục giật trợ lực lớn. Tem mác thông số 1039S, made in Japan.
5 kg, dòng này bác đi khai thác phá rừng, bác cắt thuê cắt mướn gỗ vanh con này tầm 100-120. Chinawa thì chạy cực kỳ tiết kiệm nguyên liệu, vào tải vào tua cực kỳ là cao. Bác nào mà dòng này thì chuyên hệ anh em miền Tây, Chinawa nghe gì đó nghe tiếng cực kỳ là khác bọt. Dòng này được trang bị là trục tập trợ lực lớn này. Bác nhìn form thiết kế dòng này thì bác cứ giật nhẹ nên là nổ bác nhá. Máy móc đẹp liền nạc. Đây này hàng nguyên dưới bản đẹp trên 9 nút luôn. Đó, xích xiếc này, làm là tinh tản nhiệt này. Đó, hai ốc nữ nam, cây cuối cùng 3.500.000 bao ship. Test nổ bác nghe tiếng máy nhá. Thì nó hơi bị khô chuông một chút, nhưng mà bác nào chốt thì em sẽ bôi ít nhớt vào chuông bác nhá. Đó, chắc là để trong này, lúc em rửa nó bị vài hết cái nhớt ra rồi. Lúc mà dập máy thì chưa nổ thì bác kéo gió ra như em vừa lấy các bác nhá. Đó, nổ rồi thì một khi đã nổ rồi thì các bác giật rất là nhẹ nhàng luôn, rất là êm ái. Riêng dòng Chinawa chạy tua rất là bốc, cây này giá là 3.500.000 bao ship. Em xin phép kết thúc video tại đây. Bác nào quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua số hàng là 0862 567 746 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.